Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tư Duy Việt Nam. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái hiệu năng của một repeater băng tần kép AC1002 có mã là Totolin S1002T. Thì đây là cái ngôi nhà mà lúc trước mà nó từng test cái combo A720R với lại S1002T rồi. Và ở đây ngôi nhà này đang có cái diện tích là 108m2 và mình sẽ chỉ cho các bạn cái nơi đặt cái con modem chính trước ha. Đây là cái con modem của Viettel. Và ngôi nhà này đang sử dụng là một cái đường truyền có cái gói cước là khoảng là 150 mê đường truyền của Viettel. Và hiện trong ngôi nhà này sẽ có một vài điểm mà cái sóng wifi nó yếu, nó tương đối nó yếu ha. Và một chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem một vài điểm đó. Và cái con S1002T hiện tại mình đang đặt trong cái phòng ngủ lớn bên kia. Bây giờ mình sẽ dẫn cho các bạn qua cái phòng ngủ bên đó luôn ha. Rồi ok. Và để cho cái bài test nó hiệu quả nhất thì mình sẽ đóng lại cái cửa phòng này luôn nha. Đó. Rồi, ok. Và đây là cái vị trí đặt cái con S1002T của chúng ta. Đó. Và mình sẽ đưa cái máy lại gần để cho các bạn xem là hiện tại nó đang kết nối với lại cái sóng 2.4. Đó, cái đèn 2.4 nó đang sáng lên ha. Tức là nó đang kết nối với sóng 2.4 của con modem chính. Rồi, bây giờ trước tiên mình sẽ cho các bạn xem là cái wifi trong căn phòng này nó là như thế nào. Đây. Đó, hiện tại là cái điện thoại của mình nó đang kết nối với là cái con S1002T 5G rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ không, nhưng mà trước khi tiên chắc mình cho kết nối với là cái con modem chính trước đi ha. Chúng ta sẽ cùng speed test trên con modem chính, sau đó mình sẽ speed test tiếp đến cái con S1002T này. Các bạn có thể thấy là khi mà vào trong cái phòng này rồi á, thì cái tín hiệu wifi nó đã bị suy hao đi cũng một phần rồi đó. Nên cái download của con modem chính nó đang được là 108 Mbps/s. Và upload thì chúng ta được 66.5 Mbps/s. Rồi bây giờ mình sẽ thử speed test qua cái sóng 5G của cái con S1002T này luôn nha. Rồi cái điện thoại của mình hiện tại là nó đã và đang kết nối với lại con S1002T rồi. Ok, mình sẽ speed test luôn nha. Như các bạn cũng đã biết á, thì cái sóng wifi khi mà nó qua những thiết bị repeater nó sẽ bị suy hao đi rất là nhiều. Trong trường hợp này các bạn cũng có thể thấy rõ là cái sóng wifi khi mà nó qua những thiết bị như là S1002T thì nó đã bị suy hao đi đáng kể ha. Chưa kể là giữa S1002T với lại con modem chính nó còn có nhiều vật cản nữa, cho nên cái việc mà sóng nó bị suy hao như vậy là không thể tránh khỏi nha. Và cái tín hiệu như vậy mình cảm thấy là nó vẫn chấp nhận được ha, tức là chúng ta nó vẫn đảm bảo cho chúng ta cái hiệu năng khi mà chúng ta sử dụng internet. Và ở đây download chúng ta được 69.2 Mbps/s và upload chúng ta được 43.3 Mbps/s. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cái nơi mà cái sóng wifi trong cái nhà này nó đang rất là yếu. Tức là bên ngoài cái lô da bên đây. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng ra ngoài đây luôn nha. Và bây giờ mình sẽ đóng cửa lại luôn. Đó, để các bạn có thể thấy rõ hơn được cái hiệu năng của cái con modem chính cũng như là của con S1002T. Đây, mình sẽ tắt đi và mình mở lại cái wifi để các bạn có thể thấy rõ nè. Lúc này cái sóng 5G của con modem chính hoàn toàn biến mất. Và bây giờ nó mới hiện lên nè. Chứ lúc nãy mình kiểm tra là nó đã biến mất rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử mình kết nối vào xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ speed test luôn cái sóng 5G này. Đó, các bạn thấy không? Tuy là nó hiện lên cái sóng wifi nhưng mà lại không speed test được. Đây giống như là một cái sóng ảo vậy đó, chứ không phải là sóng thật của cái băng tần 5G của con modem chính nha. Giờ mình sẽ thử kết nối vào cái sóng 2.4G của nó luôn xem thử. Nó báo là không thể kết nối mạng luôn nè. Đó, các bạn có thể thấy không? Rồi mình kết nối lại một lần nữa nha. Kết nối rất là lâu luôn nha các bạn. Như vậy là chúng ta có thể thấy là hoàn toàn là không kết nối được luôn. Đó, rồi, nó đã báo là không kết nối được luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái sóng S1002T 5G này nha. Đó, vẫn kết nối bình thường. Và bây giờ mình sẽ speed test nó luôn. Đó, các bạn thấy không?
Trên cái con modem chính á, thì hoàn toàn chúng ta không thể sử dụng internet ngay tại khu vực này. Nhưng đối với ASUS Ngày 2T thì cái băng tần 5G của nó đang cho một cái hiệu năng rất là tốt luôn. Speed test toàn là trên 50 Mbps trên giây không nha các bạn. Tất nhiên là những bài speed test này chỉ là tham khảo mà thôi. Tuy nhiên nó cũng cho chúng ta được một cái nhìn, đó là với những thiết bị repeater á, nó sẽ giúp mở rộng cái vùng phủ sóng của con modem chính đến những cái vị trí mà con modem nó không thể phủ đến được. À, download ở đây mình được 54.3 Mbps trên giây và upload được 21.9 Mbps trên giây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử mình xem một cái video YouTube đi. À, video livestream chẳng hạn. Đây, để mình mở lại nha. Rồi ok. Nó cũng có, cái video này nó cũng có khá nhiều quảng cáo á. Để mình đây. Rồi ok. Đó, chất lượng đang là 1080p và 60 khung hình trên giây nha. Đây mình nhỏ lại tí xíu ha. Đó các bạn thấy không? Cái hiệu năng đó trải nghiệm rất là mượt mà luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ đây, mình trở ra lại cái phòng ngủ lớn để các bạn có thể xem được ha. Rồi, giờ mình sẽ cùng đi ra luôn nha. Đó. Rồi mình sẽ ra ở giữa phòng ngủ này luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Tín hiệu nó rất là ổn định nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp qua một cái vị trí nữa. Đó là ở nhà bếp. À, tức là cái một cái vị trí nó cũng tương đối là nhiều vật cản, với lại nó tương đối nó khuất á. Để mình thử xem là mình sẽ kiểm tra luôn giữa cái con modem chính và con ASUS Ngày 2T này, thiết bị nào thể hiện tốt hơn về mặt hiệu năng ha. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bước ra ha. À quên, phải đầu tiên mình sẽ qua bên phòng ngủ bên đây trước nha. Rồi một chút nữa mình sẽ qua bên nhà bếp sau nha. Rồi ok. Do là căn hộ này có hai phòng ngủ lận, cho nên mình sẽ speed test luôn ngay tại phòng ngủ này. Và mình cũng sẽ đóng cửa lại. Rồi ok, chúng ta đã đóng cửa lại rồi nha. À, ngay cái lại cái vị trí này á, là cái nơi rất gần với lại con modem chính. Nó chỉ cách có một bức tường thôi. Trong khi với cái vị trí của con ASUS Ngày 2T đó là 2 đến 3 bức tường lận. À, do đây là một căn hộ chung cư ha. Cho nên là ở đây mình sẽ speed test thử xem là cái con ASUS Ngày 2T này, cái sóng nó phát qua bên đây có ổn định hay không nha. Rồi, bây giờ mình sẽ... Đây, hiện tại nó đang kết nối với là cái sóng 5G nè của con ASUS Ngày 2T nha. Rồi, mình sẽ speed test luôn nha. Rồi, mình sẽ hướng cái máy qua bên đây chút xíu cho nó đỡ bị chói nha, để các bạn có thể thấy rõ hơn. Đó, các bạn có thể thấy không? Là cái con ASUS Ngày 2T ở tần số 5G nó đang thể hiện rất là ổn định luôn á. Những cái kết quả speed test này á, nó đôi khi nó không có được chính xác hoàn toàn cho lắm, nhưng mà nó cũng là một cái để các bạn có thể tham khảo để biết được là cái vị trí đó trong ngôi nhà của mình, cái sóng wifi nó có phủ đến được hay không ha. Và download mình được 57.8 Mbps trên giây nè, và upload được 40.3 Mbps trên giây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử xem lại cái video livestream game nha. Chắc là mình xem lại cái video lúc nãy. À không, mình thấy có một cái video livestream mới nè. Đó, mình sẽ xem luôn nha. Đây, 1080p 60 khung hình trên giây. Tín hiệu vẫn ổn định nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy rõ ràng ha. Cái chất lượng livestream nó vẫn mượt mà luôn nha, không có bị tình trạng giật lắc gì luôn. Đó. Rất là ổn định nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái phòng nhà bếp. À, là cái nơi mà lúc nãy mình nói là sóng wifi của con modem chính nó phát đến nó tương đối nó yếu á. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ cùng đi luôn nha.
Và bên đây là khu nhà bếp của chúng ta ha. Và mình sẽ tiến đến một cái vị trí, đó là cái lô gia bên phía sau đây của nhà bếp nha, để mình kiểm tra xem là cái sóng wifi giữa con S2T với lại cái con modem chính nó thể hiện ra sao ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bên... rồi. Giờ trước tiên là mình sẽ đóng cái cửa nhà bếp này lại luôn nha. Đó, để cho các bạn có thể quan sát được rõ là cái con S2T và con modem chính này nó thể hiện ra sao nha. Rồi, ok. Giờ mình sẽ vào bên trong lô gia bên trong đây luôn. Rồi, ok, mình cũng sẽ đóng cửa lại luôn nha. Đó, hiện tại là đã có rất là nhiều vật cản như là tường, cửa hoặc là những cái máy móc, thiết bị xung quanh nè. Bây giờ mình sẽ xem thử đây. Rồi, để mình tắt wifi, mình mở lên lại nha. Đó, hiện tại là mình, cái điện thoại của mình đang kết nối với lại con S2T 5G này. Rồi bây giờ mình sẽ speed test nó trước thử nha. Đó, các bạn có thể thấy là mặc dù là một thiết bị mở rộng sóng thôi, nhưng mà cái khả năng xuyên tường cũng như là cái khả năng kháng nhiễu của con S2T này khi mà nó có nhiều vật cản xung quanh vẫn rất là ổn định nha. Các bạn thấy không? Chúng ta đang đứng ở lô gia bên đây, tức là đang cách cái phòng ngủ bên kia là khoảng là 3 đến 4 bức tường rồi đó, chưa kể là cái nhà vệ sinh của trong cái phòng ngủ nhỏ nữa. Đó. Mà tín hiệu ở đây mình thấy là download được 50.7 megabit trên giây nè. Và upload thì ở đây mình đang thấy nó được là 35.5 megabit trên giây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chuyển qua cái sóng wifi của con modem chính nha. Hình như ở đây mình không còn thấy cái con modem chính luôn rồi đó các bạn. Thôi bây giờ mình thử mình tắt đi rồi mình mở lên lại nha. Đây, mình thấy được cái sóng 5G của nó nè. Đâu, để mình bắt vào mình kết nối và mình speed test thử luôn xem nha. Lúc này chúng ta thấy là cái tín hiệu của con modem chính nó vẫn đang là tương đối ổn định nè các bạn. Nhưng mà các bạn có thể thấy rõ ràng là cái upload nó đang rất là thấp nè. Tức là cái speed test này lúc có lúc không các bạn, chứ không phải lúc nào nó cũng đều đều ổn định như vậy. Như lúc nãy các bạn có thể thấy là có lúc thì mình thấy được cái sóng wifi, còn có lúc thì nó mất tiêu luôn. Đó, như bây giờ các bạn thấy nó mất luôn cái sóng 2.4G của con modem chính nè. Chỉ còn có cái con S2T mà thôi. Đó, chứng tỏ là cái hiệu năng của cái con modem chính khi mà nó qua đến cái vị trí này là nó không ổn định nha. Rồi, giờ mình sẽ thử mình tắt đi, mình mở lại nè. Đó, các bạn thấy không? Là cái sóng wifi modem chính nó không hiện lên, nó chỉ còn hiện lên có 5G thôi. Sóng 2.4 nó đã hoàn toàn biến mất. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối lại vào cái sóng 5G của con S2T và mình thử xem cái video livestream để xem là trong cái vị trí này, ở cái vị trí này thì cái sóng wifi nó còn ổn định hay không nha. Rất là ấn tượng phải không các bạn? Ngay cái vị trí này là nó đang qua rất là nhiều lớp tường, lớp cửa rồi chưa kể vật cản trong nhà nữa. Nhưng mà cái tín hiệu nó cho ra từ con S2T nó vẫn đang ổn định nè. 1080B và 60 khung bình trên giây luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái game nó hoàn toàn không bị giật lag nha. Thực sự là rất là tốt luôn á, rất là ổn định luôn á. Hoàn toàn mượt mà, không bị giật lag. Đó là những cái ưu điểm của những thiết bị repeater như là con S12T mang lại cho chúng ta ha. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ cùng ra lại cái nhà bếp nha. Rõ ràng là qua cái bài speed test này á, các bạn cũng có thể thấy rõ là trong một cái ngôi nhà
trong cái căn hộ giống như là ngôi nhà của mình hiện tại, thì cái vị trí lắp đặt của con S12T á, nó sẽ giúp cho chúng ta là phủ được cái sóng toàn bộ xung quanh ngôi nhà luôn. Ở những cái vị trí mà giống như lúc nãy trong cái phòng ngủ lớn, lúc nãy mình ra cái lô da lúc nãy á, là cái con mô 59 nó hoàn toàn nó sóng nó không phát đến, hoặc là phát đến rất là yếu, hay là cái vị trí bên trong đây cũng vậy. Thì cái con S12T nó sẽ giúp đẩy mạnh cái cường độ sóng của những cái vị trí đó lên, từ đó giúp cho cái ngôi nhà của người dùng sẽ được phủ sóng một cách hoàn toàn luôn ha. Và video của mình cũng đến đây xin phép được kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh YouTube Tutorial Việt Nam bên mình ra những video mới ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.